trình bày một vấn đề, đó là nếu không gian phòng khách của nhà quý vị còn khoảng trống 3 mét áp sát vào tường thì chúng ta sẽ trưng hay là chúng ta sẽ sử dụng như nào để cho không gian đầy đủ và ấm cúng hơn. Và đây là một chiếc bàn trung đường của đồ gỗ Tĩnh. Chiếc bàn này dài 2m05 và chiều sâu của nó là 55cm. Với một không gian 3m chiều dài thì chúng ta có thể trưng một chiếc bàn như này. Với công dụng là chúng ta có thể trưng những vật phẩm trang trí, hoặc chúng ta có thể trưng bộ tam đa, bình hoa, lọ, tất cả những gì chúng ta yêu thích chúng ta có thể trưng như này. Và chiếc bàn này của đồ gỗ Tĩnh được làm bằng chất liệu gỗ gụ, và gỗ gụ thì là thuộc nhóm 1, khả năng chống mối mọt và độ bền rất cao. Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong đồ gỗ nội thất. Và những đường hoa văn họa tiết này thì được chúng tôi đục chạm theo hình triện tàu. Đó, những hình triện rất vuông vắn tạo nên cho chiếc bàn trở nên khỏe khoắn và chắc chắn hơn rất nhiều. Và quá trình hoàn thiện của chiếc bàn này thì chúng tôi hoàn thiện bằng vách ni, và nước vách ni rất là mỏng kết hợp với cồn làm nóng bề mặt gỗ lên và thẩm thấu sâu vào bên trong bề mặt gỗ. Vì thế mà nước vách ni đây rất bền, độ bền của nó là 20 năm, và khi chúng ta hoàn thiện lại thì rất là dễ lúc mà chúng ta muốn đánh bóng lại chiếc bàn này. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại gần những cái đường nét hoa văn của chiếc bàn này. Hoa văn này thì ngoài đường truyện ra thì còn kết hợp những hình tượng ngũ phúc trong này. Đó, đây là ngũ phúc đang cắp khánh này. Phía dưới này là những đường truyện được tô thêm rất đẹp. Bên trong này thì được làm thêm hai đố, hai đố phần bên dưới này để gia cố thêm độ vững chắc và cũng là độ tạo nên độ thẩm mỹ cho chiếc bàn. Quý vị nhìn thấy những cái đường truyện cực kỳ chắc chắn đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta vừa trình bày được một vấn đề, đó là trang trí cho không gian phòng khách và bổ sung thêm những cái khoảng trống 3m chiều dài của không gian phòng khách quý vị. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng chúng tôi lại vừa cho quý vị thêm những ý tưởng về không gian và trang trí cho những phần còn thiếu sót trong không gian phòng khách của quý vị. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những cái kinh nghiệm trong những đoạn video tiếp theo thì hãy đăng ký kênh nuôi của Đồ Gỗ Tô Tĩnh. Và chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những đoạn video sau.